đến từ Bắc Linh. Trước khi đến với Học viện Dư La, mình cũng đã tìm hiểu qua TikTok và YouTube của cô Nghi Thảo. Mình thấy cô Nghi Thảo là giảng rất chi là dễ hiểu, nên ra mình đã tìm đến Học viện Dư La của cô Nghi Thảo để mình học. Trước khi đến với cô Nghi Thảo là mình đã có cửa hàng, có quán ở nhà rồi, nhưng mà mình vẫn muốn học thêm những cái kiến thức mới của cô. Khi đến với cô, mình cảm thấy cô dạy rất chi là dễ hiểu và các bạn ở lớp cũng rất chi là nhiệt tình. Mọi người đã giúp đỡ mình đã ở để hoàn thành khóa học tốt. Và lời cuối cùng, mình cũng xin cảm ơn cô Nghi Thảo, cảm ơn cô rất nhiều. Cô đã truyền đạt cho mình những cái kiến thức mà mình có khi là mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình không nghĩ là những cái bộ móng, bộ leo ấy, mình nghĩ là mình không bao giờ mình làm được. Nhưng khi đến với cô, mình đã làm được và làm được rất chi là xuất sắc. Và cảm ơn cô, cảm ơn tất cả mọi người ạ.